Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục làm video để giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn những cái dụng cụ cơ bản để anh chị có thể thi công được nhựa ốp tường vân đá PVC đúng kỹ thuật và đẹp đẽ nhất cho một cái không gian phòng khách, phòng ngủ, hay là những anh thợ mới bắt đầu vào nghề không biết phải sử dụng những dụng cụ gì để thi công cho nhựa ốp tường. Thì đây là một video rất là bổ ích. Chính vì vậy mà anh chị đi ngang thấy video này em chia sẻ hay thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh YouTube hàng ngày. Ok, và trên đây là 5 bộ dụng cụ anh chị cần phải có trong quá trình thi công nhựa ốp tường vân đá PVC. Đây là chính là một là máy hơi, hai là máy cắt, ba là máy khoan, bốn là máy tia laser. Và những cái chức năng của nó thì em sẽ giới thiệu ở video sau. Và hôm nay thì em chỉ giới thiệu 5 bộ dụng cụ anh chị cần phải có trong quá trình thi công. Đấy, đây là từ đầu tiên là máy tia laser này. Dụng cụ rất là quan trọng để anh chị có thể cân được những cái đường thẳng trong những cái không gian bị méo tường. Rất là quan trọng luôn anh chị nhá. Tiếp theo đến đấy là cái máy hơi này. Máy hơi để gia cố những cái xương vào tường bằng những con đinh. Đấy, và tiếp theo là máy khoan để cắt vào những cái ổ điện, cắt nhựa trúng những cái ổ điện. Đấy, máy cắt nhá. Và tiếp theo là máy khoan. Đấy, đây là 5 bộ dụng cụ không thể thiếu trong quá trình thi công. Ngoài ra thì còn có một số vật tư phụ kiện dụng cụ phụ như là dao đọc giấy, búa hay là tô vít thì anh chị cũng cần phải có để có thể thi công được một cách nhanh chóng và đúng kỹ thuật, chuyên nghiệp. Đấy, đây là 5 bộ dụng cụ anh chị cần phải có nhá. Và cần phải có cái máy cắt bàn kia nữa để mòi góc 45 độ cho những cái vê cửa. Đây, và trong này là những anh thợ đang thi công. Đấy, và cái chức năng của những cái dụng cụ này, những cái máy này sử dụng như thế nào thì em sẽ có một video sau để hướng dẫn cho anh chị và các bạn cách sử dụng vào đâu. Và đây là một video em chỉ review những cái dụng cụ cần thiết để anh chị có thể thi công được nhựa ốp tường thôi. Và đây là quá trình bên em đang thi công cho một không gian phòng khách rất là ẩm mốc luôn anh chị này. Và phải gia cố bằng những lớp xương vào tường thì mới dám dán những cái tấm nhựa này lên, tránh trường hợp sau này nó sẽ bị bong anh chị nhá. Ok, và trên đây là những cái kỹ thuật và những cái thủ thuật mà em chia sẻ đến quý vị anh chị và các bạn. Nếu như thấy hay và hữu ích thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để bên em có những động lực sản xuất nhiều video hay hơn và mới nhất. Và xin chúc anh chị và các bạn có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.